Máy móc Việt Nam Bình Tân tiếp tục xin chào quý cô chú các anh chị nha. Hôm nay với sản phẩm The World thì em sẽ giới thiệu cho quý cô chú các anh chị một cái dòng khoan ba chức năng. Mẫu này thì có mã là D25144K. Combo luôn nha quý cô chú các anh chị. Mẫu điện này sẽ có hai cái đầu cho mình luôn nha. Đầu kẹp và đầu gài SDF. Đó, cho quý cô chú các anh chị có thể lựa chọn phù hợp với công việc của mình. Ví dụ như nhà mình sử dụng mũi SDS thì mình có thể lắp cái đầu SDS vào. Còn nếu như mình muốn sử dụng đầu kẹp thì mình có thể lắp cái đầu kẹp vào. Ở cái mẫu khoan bê tông ba chức năng này thì em sẽ nói về thông số nha. Con máy này sẽ có công suất là 900W. Sản phẩm thì qua chính hãng thì chắc chắn cái thông số rất là chuẩn nha quý cô chú các anh chị. Thì con máy nó sẽ có những cái vòng tua như sau. Cấp 1 sẽ từ 0 đến 1450 vòng trên 1 phút và cấp mạnh nhất sẽ là từ 0 đến 5350 vòng trên 1 phút. Về lực búa của con máy sẽ là 3.2 J, còn về trọng lượng của máy sẽ là 3.1 kg. Máy móc Việt Nam Bình Tân sẽ cùng cô chú các anh chị tìm hiểu mở máy ra xem nha. Bên trong sẽ bao gồm những gì. Wow, và đây là con máy của chúng ta. Cái hộp nhựa này thì cô chú các anh chị sẽ có một cái không gian đựng máy rất là lớn nè. Vừa có thể đựng phụ kiện, mũi, vân vân. Bên trong nó sẽ có cho mình một cái hộp để đựng giấy tờ kèm với giấy bảo hành hướng dẫn sử dụng đầy đủ cho mình luôn nha. Con máy thì trông rất là nhỏ gọn cho quý cô chú các anh chị luôn, với khả năng khoan bê tông rất là khỏe. Mình sẽ có hai chế độ đảo chiều. Chế độ đảo chiều thì mình có thể điều chỉnh ở đây nè. Thì xong thông số em cũng nói rồi, vòng tua cũng như là lực đập nó là 3.2 J, cho khả năng đục của mình cũng rất là hiệu quả nha. Chúng ta sẽ có những tính năng nè, điều chỉnh khoan bình thường, chế độ khoan búa để khoan bê tông và có cả chế độ đục cho mình luôn nha. Có tay cầm trợ lực đầy đủ, có thêm hỗ trợ cho mình cái cỡ nữa nha, cho cô chú các anh chị khoan nó đúng với cái kích thước. Đây, cái đầu này mình có thể thay thế nha. Đó, cái điểm mà em thích đáng giá trên con máy thì mình có thể thay đổi đầu kẹp hoặc là đầu gài SDS. Và đây là nó là đầu SDS nha. Còn về đầu kẹp thì đây, theo máy sẽ có cái đầu kẹp cho mình nữa, thì cô chú các anh chị có thể lắp vào thay thế. Đó, thay thế cũng rất là dễ thôi. Đó. Đây, đầu kẹp đây. Rồi thì dòng điện thì chắc chắn nó sẽ có chổi than. Thì với những cái mẫu chổi than thì cô chú các anh chị cũng dễ dàng tìm kiếm, tại vì nó là hàng chính hãng mà, dễ dàng tìm kiếm cho mình nha. Rồi, sau khi tìm hiểu thì cô chú các anh chị cùng Máy móc Việt Nam Bình Tân trải nghiệm máy nha, xem lực đập cũng như là thông số mà hãng đưa đến cho mình đó, nó có thật sự hiệu quả để đầu tư hay không nha. Rồi, thì mời cô chú các anh chị cùng Máy móc Việt Nam Bình Tân trải nghiệm khả năng khoan bê tông của dòng máy The World này nha. Khoan điện ba chức năng, có thể thay thế đầu SDS hoặc là đầu kẹp, thì ở đây em sử dụng đầu SDS nha. Đó, với cái mũi là 8. Cùng trải nghiệm cho quý cô chú các anh chị xem khả năng khoan của máy. Đây, để khoan bê tông thì em sẽ điều chỉnh qua chức năng khoan có búa nha. Đó, khoan cho cô chú các anh chị xem nha. Quá mạnh mẽ luôn quý cô chú các anh chị ơi. Đó. Rồi, tiếp tục thêm một mũi nữa nha. Xuống rất là nhanh luôn, cho cái công việc của quý cô chú các anh chị mình nó trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Máy thì cực kỳ khỏe, lực đập sẽ là 3.2 J luôn. Thì cô chú các anh chị nào mà theo dõi video đến giây phút này cảm thấy con máy này khỏe quá thì có thể đầu tư qua số like 0906779465, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm với địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, để có thể trải nghiệm và đầu tư máy nha. Cảm ơn quý cô chú các anh chị đã theo dõi video đến giây phút này. Cô chú các anh chị cảm thấy video hay thì cho em xin một lượt tim, một lượt like, một lượt chia sẻ video. Đừng quên bấm đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông thông báo để cập nhật những cái chương trình, những mã máy mới tại Máy móc Việt Nam Bình Tân nha. Cảm ơn quý cô chú các anh chị rất là nhiều ạ.